Rồi, tiếp theo mình đến một cái bài. Tiếp theo mình sẽ làm một cái bài về tư thế người. Những cái bài trước mình làm mình đều lưu lại ở đây, các bạn có thể coi lại những video cũ. Hôm nay có bạn muốn làm vẽ phân tích một cái tư thế người nữ đang ngồi trên ghế, thì mình sẽ làm ở đây để các bạn có cái tư liệu các bạn suy ngẫm. Để mình lấy bút chì gom. Chì gom đồ rất là nhiều. Rồi chúng ta tiến hành luôn. Bây giờ chúng ta tưởng tượng rằng sẽ vẽ một cái cô gái mà đang ngồi. Sẽ ăn ghế, một cái tay chống ghế. Và ngồi trên một cái ghế sofa nhỏ hình vuông. Cái chân buông thõng ở dưới một cái chân co. Rồi. Chúng ta hãy xác định cái bố cục đó và cái hướng hình. Khi người cô ta ngồi nghiêng á thì các bạn xác định giùm mình cái hướng hình đã ha, cái lưng sẽ nghiêng và cái tay bên đây nè nghiêng chiều này đúng không, và cái thế ngồi trên ghế một cái đường nằm ngang, mô phỏng đồng thời mô phỏng cái đùi nè và cái cẳng chân. Và khi mình đi sâu vào chi tiết các bạn sẽ thấy dựng hình như thế nào nha. Ví dụ cái mặt đi, hãy cho cô ta trước một cái hình phối hợp gương mặt, cái cổ nè, cái vai nè, xương vai nè, ở đây cơ xương sống, cái ổ xương sườn ở đây, bởi vì cái cô ta ngồi cái người nó hơi nghiêng. Thành ra cái chốt và xương vai bên đây nó bắt đầu từ đây, nó hơi ẩn phía xa. Thì có thể chỗ này mình chỉ thấy cái phần ngực thôi. Còn cái bàn tay cô ta sẽ chống phía xa. Bàn tay gần thì cái chốt xương vai ở đây sẽ chống phía trước. Bây giờ mình cho bàn tay kê lên cái sofa đi, mình vẽ cái khối bàn tay nha. Rồi cái lấp ló phía sau đây gặp bạn là gì không, là cái chân chốt đầu gối ở đây nè, bởi vì cái khung xương chậu á, đây là cái xương chậu nè của ta ở đây. Khi ngồi thì cái xương chậu bên này nâng lên, xương chậu bên này hạ xuống đúng không? Để mình zoom lớn lên bạn nhìn thấy. Rồi thì cái xương đùi chính là chỗ này, cái chốt gối chỗ này đó, và cái chốt xương lúc đó, cái chốt xương đùi á ở cái chân bên phải cô ta ở đây nè, nên cái gối ở đây bởi vì nó cong đằng trước và cái chân nó lòn bên dưới cái đùi bên trái. Đùi bên trái lúc này có thể nè, có thể sẽ nghiêng ở đây ghế không, và nè đây là những cái hình địa hình cho thấy là cái khối nè mình phải cong vậy, có nghĩa là cái cẳng chân dưới bên kia là hút ra xa gót chân nè, đó, ngón chân nè. Bài này rất là có ích cho những bạn mình đi thi đại học mỹ thuật vẽ toàn thân, các bạn nhìn cái phân tích để hiểu. À quên, khi mà cái chân bắt lòn bên dưới thì bên kia sẽ lòi ra một số cái ngón chân. Đó, đó cái phần thân cô gái đây. À, đây. Cái phần này chính là cái hình hộp của cái khung xương chậu. Bởi vì lúc này cái thân trên á, nè các bạn hình dung cái cổ cắm đầy, phần trên hơi nghiêng về phía trước đúng không? Nhưng mà cái
phần đáy của cái lòng xương sườn đó, nó lại vô bên trong, thì lúc này cái phần xương chậu, khối xương chậu này, nó diễn biến theo góc này, nó hơi bị vặn quá. Bởi vì người cô ta tay phải chống ở đây, nên cái người thân trên thì vặn ở đây, còn cái xương chậu nó vặn qua bên kia. Đó, nên cái mặt xương chậu á, vậy, đúng không? Để nó cắm hai cái chốt xương đùi. Đó, bây giờ mình dựng sơ thì mình thêm cái phần mái tóc đi, mình cho mái tóc. Hơi dài ha, bồng bềnh ha, rồi cái mặt dựng sơ cho phần mắt mũi miệng nha. Đây, các bạn nhớ vẽ theo cái phối cảnh, để cái hình lúc đó lỗ tai ở đây nè, cái tóc vén ở đây, cái tóc đằng trước có thể ra một chút ở đây. Chú ý phối cảnh nó phải đồng bộ, không vẽ thì thôi, nhưng mà vẽ thì cố gắng đừng vẽ sai phối cảnh, nhìn cái hình nó sẽ bị dở. Hình tạo dáng thì nó phải đúng cái phối cảnh. Cái vai chống lên, lúc này cái xương này nó giật lên, nên cái cơ này nè, cái cơ vai sau nè, và cái phần xương, xương cánh gà phía sau á, cái phần xương làm giác cánh gà phía sau á, các bạn cho nó nhô lên đây, đúng không? Thật nè, rồi đường bao nè, cái này nó nấp phía sau nè, đường bao lòi lên rồi mới đến cái đùi, đúng không? Cái cơ tay là bám quanh xương, và cái tay nữ thì nó hơi chỏi ra nè, chỏi ra chống ở đây, chống ở đây, rồi nó gợi khối xương đi, phần tay đi ở đây, cái đùi ở đây, đây xương đầu gối cái chỗ này. Cái chân đây, cái gót chân nè, lúc này nó phải, cái đường hình gót chân nó phải phía sau nè, bởi vì lúc đó nó bị ẩn rồi, thấy không? Bên đây có thể mình thấy một chút cái phần mắt cá nè, còn cái đùi này nè, đó, đùi này thì cong, mình thấy ở đây, đùi cong mình thấy ở đây. Đùi này bị giấu bên dưới cái đùi kia rồi, bị giấu bên dưới nha. Và cái chân và ngón chân nó sẽ lòi ra một chút xíu ở đây, cái phần ngực rồi không nói, cái phần ngực gái ở đây. Cánh tay nè, đó, vẽ cái bóng ở đây nè để các bạn hiểu. Đây là cái chốt xương, cái bản lề, cái mặt, cái diện, cái thân bên trên, thấy không? Đây, như thế này, diện phối của xương chậu. Có thể chống lên cái ghế, giờ có thể là cái ghế gì ta? Cho một cái ghế gỗ đi. Ghế gỗ bốn chân theo kiểu hồi xưa đi nha. Đó, chân bên kia nè, gỗ thầy. Đó, tay bên kia thì nó phải chống, khi mà tính toán cái cách chống của cái tay bên kia làm sao cho cái trọng lượng cơ thể nó cân bằng. Đó, cái bàn tay rồi như vậy. À, mình tương đối xong cái phần mà dựng hình rồi đó. Nè, các bạn kiểm tra lại nha. Lưu ý những cái phần này nè, những cái độ lồi này rất là cần thiết, bởi vì nó là ở trong cái cấu trúc xương sườn. Tức là những cái bài hướng dẫn của mình là nêu những trường hợp thực tế luôn, để các bạn có
có cái tính thực tế, hiểu hiểu được đúng cái trường hợp vấn đề đã xảy ra. Bây giờ mình cho cái tóc mình xõa xõa đi để rõ là cái vấn đề cánh tay nè. Xương này, đây là xương quai xanh chỗ này nè, có đây đầu chốt xương nó sẽ ở đây, cái cổ nè, dèo chụp cổ, và lưu ý cái phần bóng đổ nữa. Ví dụ cái mặt nếu ánh sáng hướng từ trên xuống thì những cái khối khối mặt này bóng đổ khu vực nào phụ lớp trước, phần bụng này đậm hơn chút, bởi vì cái cơ thịt lúc này là nó bị lõm vô cái chỗ mà cái xương, cái khối cơ đè phần rúng ở đây, rúng đây đùi nè. Nguyên một cái phần này trước tiên mình cứ phủ chăm tối trước. Rồi ví dụ cái bóng cái tay lên cái đùi này, nguyên phần này nó bị bóng tối trước đó. Rồi rỉa đi, rỉa thêm để các bạn mua bằng tay để các bạn hình dung được xa gần. Đây đương nhiên cũng là một cái hướng dẫn nó đòi hỏi các bạn phải biết cơ bản rồi, nên các bạn cứ hôm sau cứ tìm lại những cái bài cơ bản mình đã đăng trên kênh để hiểu thêm từng bộ phận mình xử lý như thế nào. Cái cẳng chân này làm sao để cho nó tự nhiên chứ không là sẽ bị cục mạch liền. Trong quá trình vẽ có những chỗ mình nhấn đậm lên để cho cái hình của mình nó trong trẻo. Những cái chốt cơ xương này nè, khi vẽ bài á các bạn, vẽ bài thi á các bạn nhấn lên, hay là vẽ nghiên cứu tranh vẽ người á, tóc này giờ mình muốn phủ là sao luôn, cái tóc này dài xuống luôn đi. Để nhìn thấy được cái phần dựng hình của mình rõ. Cái này cánh tay bên kia. Lớp xương chỗ này là quan trọng lắm nè các bạn, những vừa là để đưa được cái không gian này ra đằng trước
nó không có bị thụt ra phía sau thì nó sẽ tạo thành cái hình khối. Đây mình gợi một hai cái chỗ đậm đậm, cái chỗ mà xương sống á, nó hằn lên á. Chỗ này các bạn có thể gợi nhẹ cái phần ống xương ống quyển. Chúc các bạn thực hành thành công. Trong thời đại chúng ta đang sống, mỹ thuật không chỉ là sự phản ánh của thực tế, mà còn là lăng kính qua đó chúng ta nhìn nhận và hiểu thế giới xung quanh. Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận mới mẻ và linh hoạt hơn, phản ánh không chỉ sự thay đổi của công nghệ, mà còn của tư duy con người. Art Class 8 không chỉ là một kênh YouTube, đó là một cộng đồng nơi bạn có thể khám phá, học hỏi và phát triển cùng mỹ thuật đương đại. Chúng tôi tin rằng tri thức là bất tận, và chỉ khi bạn thay đổi lăng kính nhìn nhận, bạn mới thực sự bắt kịp và đồng hành cùng sự phát triển không ngừng của nghệ thuật và công nghệ. Hãy tham gia cùng chúng tôi, Art Class 8, để không chỉ là người quan sát mà còn là phần của cuộc cách mạng mỹ thuật.